Chào các bạn quay trở lại với kênh Huấn Vina. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng, ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thăm một cái dầm móng thép với hệ móng băng. Đấy, dầm thép đã buộc xong và chuẩn bị ghép cốt pha đổ bê tông. Cái móng này thì được ép cọc luồng và diện tích chiều mặt tiền là 4m và chiều sâu là 20m. Đấy. Và cho 24 là 80m2. Rất là sâu luôn. Đấy, chiều mặt tiền nó hơi hẹp một chút cho nên là chiều sâu này làm tối đa để lấy không gian sử dụng. Cái hai gian đầu tiên này là hệ phòng khách, hai gian đầu tiên. Đấy, sau tiếp theo đến gian thứ ba là hệ cầu thang, gian thứ tư là khu vực, thứ tư thứ năm là khu vực của phòng ăn và sau cùng là hệ phòng ngủ. Đấy, sau cùng nữa là hệ vệ sinh. Đấy, mời các bạn tham quan chi tiết. Đây là cái hệ sắt của dầm móng đây. Dầm móng thép này thì được thiết kế là dầm 600 và đi là 6 cây. 3 cây trên và 3 cây dưới là sắt phi 18. Đấy, được thiết kế là dầm 600. 600 là khi đổ xong. Đấy, còn sắt làm là 50. Và hệ cột này được thiết kế là phi 16. Hệ cột phi 16, sắt dầm là phi 18. Như các bạn đang quan sát thấy. Còn hệ sắt của móng băng này thì được thiết kế là sắt ngang này là phi 16 này, còn sắt dọc này là sắt phi sắt xoắn 10. Móng thì được thiết kế ép cọc luồng. Đây, các bạn quan sát. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ thì có thể liên hệ. Đấy, chúng ta quan sát nhé. Hai cái gian đầu tiên này, đây là khu vực mặt tiền này. Và hai gian đầu tiên này là khu vực của phòng khách này. Đấy. Xong tiếp theo là đến khu vực của hệ cầu thang này. Hai gian tiếp theo là phòng ăn này. Gian tiếp theo nữa là phòng ngủ này. Và gian cuối cùng là nhà vệ sinh. Đấy. Móng này tương đối là dài. 20m, 24 là 8 và 80m2. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ thì có thể liên hệ. Đấy, hệ móng băng